À, dạ xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị gần xa đang xem kênh ạ. À, dạ hôm nay cũng cận Tết rồi cô chú anh chị ha. À, cũng chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi là đã bước sang Tết Tân Sửu 2021 rồi ạ. À, xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị chợ Mai Tết tại bờ kè Nguyễn Trãi cô chú anh chị ha. Ở đây là dưới chân cầu Nguyễn Trãi. À, mình chạy từ hướng đường Nguyễn Trãi lên á, mình chạy hướng từ Nguyễn Trãi lên thì mình qua cây cầu là mình quẹo trái cô chú anh chị nha. À, bây giờ xin mời cô chú anh chị mình tham quan chợ Mai Tết tại đường Nguyễn Trãi, bờ kè Nguyễn Trãi cô chú nha. À, một số lô mai bông kiển cũng đã lên rồi cô chú anh chị ha. À, lên cũng khá là nhiều. À, đây là mai. Cây mai xù nha quý cô chú anh chị. Ở đây bán mai có một cây lớn với một có mai xù cũng khá là. Đây có một cây xù nha cô chú. Ở dưới một cây mai khá là lớn. Và cái là tàn đẹp quá, rất là nhiều nụ nha cô chú anh chị nha. Wow, cây này xù hết cây luôn nha cô chú anh chị. Siêu đủ luôn. Cô ơi, cái mai xù này mình bán giá sao hả cô? Cái mai xù này bán nhiêu cô? 3 triệu. Cái mai lớn này nè. 70 triệu. À, cái mai xù thì 3 triệu. À, cái này thì 3 triệu nha cô chú anh chị. Cái này cũng bông từ năm cánh luôn hả cô? Dạ năm cánh nha cô chú anh chị. Bông năm cánh. Cái phần này xù hết luôn nha cô chú anh chị. Từ đây xuống đây ha, trải xù hết luôn nha. Bên đây có cây mai lớn nữa nha cô chú anh chị. À, cô chia sẻ là cây mai 70 triệu nha quý cô chú anh chị. Ồ, tàn rất là đẹp luôn. Đế cũng dữ lắm nha cô chú anh chị nha. 70 triệu. À, tất cả đều là mai vườn riêng của mình nha cô chú anh chị nha. Thank you.
mấy cái mai trong chậu đỏ đỏ nhỏ nhỏ này là bao nhiêu một cây hả cô? Chậu đỏ hả cô? Là bao nhiêu một cây vậy cô? Dạ, dạ đỏ đỏ, chậu đỏ đỏ này 1,5 triệu. Dạ, mấy cây nhỏ nhỏ này thì 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây mai xù này thì 3,5 triệu. Chiều rưỡi nha quý cô chú anh chị nha. Cô ơi, cô ơi, cho con xin số điện thoại để cô chú anh chị mà mình có liên hệ lại đi mua á cô. Dạ, số điện thoại của cô. Dạ, số điện thoại của lô mình ở đây là của anh Giàu cô chú anh chị nha, 0919 112 625. Cô chú anh chị mà mình muốn tìm một cây mai lớn tàn đẹp thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Giàu cô chú anh chị nha. Dạ, là có một cây mai xù, cây này thì cô chia sẻ là 3 triệu, còn cây mai lớn như này thì 70 triệu cô chú anh chị ha, tàn rất là đẹp luôn. Ngoài hai cây mai lớn ra thì còn có một số cây mai nhỏ từ tầm giá 1,5 triệu. Em quay kỹ lại cái cây 70 triệu này cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Mình thích một cây mai tàng lớn thì mình liên hệ với anh Giàu nha cô chú anh chị. Cái lô của cô là nằm ở bờ kè Nguyễn Trãi nha quý cô chú. Rễ của cây này cũng khá dữ nha cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết clip chia sẻ hôm nay của kênh ạ. Trong quá trình quay clip có gì sai sót mong quý cô chú anh chị bỏ qua cho em nha. Quý cô chú anh chị còn tìm những cái mai đẹp thì mình hoặc là mình có đang đi dạo ở đường bờ hồ Nguyễn Trãi, bờ kè Nguyễn Trãi thì mình đến chỗ cái lô của anh Giàu tham quan giao lưu cô chú anh chị ha. Lô của anh thì có một cây mai xù với lại một cây mai lớn nha cô chú anh chị, mai tàng lớn, mai ghiên của mình nha cô chú anh chị nha.